mà của họ đang dùng cổng tiêm chủng quốc gia thì của mình đang thì mình sẽ liên thông. Không, cổng tiêm chủng quốc gia thì chắc chắn là quy định rồi. Thì ở quyết định này các anh là mình của mình đang theo cái chuột của anh không lăn được à? Đây. Các cái đầu mục này và của mình các cái menu cũng tương tự luôn. Khám chữa bệnh đây, nó cũng có một chút về khám chữa bệnh như này. Ghi nhận thông tin hành chính của người bệnh, mã người bệnh, quản lý thông tin lần khám, lần đăng ký khám. Đó. Đây là có vẻ cả về cái mục về quản lý bệnh và chữa bệnh. Quản lý bệnh truyền nhiễm, không lây nhiễm. Đấy. Tất cả của mình toàn bộ theo cái này. Xong các anh nhìn hết 23 mô đun chức năng thì lát nữa nó giống như trên phần mềm của mình luôn. Và các báo cáo thống kê mình cũng đã làm đây. Theo thông tư 37 16 sổ một phiếu của mình cũng đã làm. Và các báo cáo thống kê theo phụ lục 2 thông tư 37 các biểu từ biểu 1 đến biểu 8. Cái chỗ mà liên thông chia sẻ dữ liệu V20 thì ở mục 23 này có 10 cái phải chia sẻ. Thì hiện tại tất cả các cái khác ngoài Cái tiêm chủng. V20 nó là một quy định à, một quy định chuẩn dữ liệu hay là cái Đúng rồi, và cái đấy các anh chị có thể sử dụng ấy, nó có một cái link trong anh chị có thể đăng nhập vào, anh chị có thể sử dụng. Và cái đấy nó V20 dành là cái riêng. chuẩn tin học trong y tế Không, là hệ là cái thống gì? đây, có khái niệm đây luôn này anh. Là hệ thống kết nối liên thông chia sẻ dữ liệu chuyên ngành với hệ thống cơ sở dữ liệu tuyến huyện, tuyến tỉnh, tuyến bộ và các cơ quan, tức là trong đấy nó có sự liên thông cơ sở dữ liệu. Ví dụ là sở y tế vào có thể là xem được toàn bộ những cái đơn vị họ quản lý, toàn bộ những cái thông tin anh chị có thể nhập vào đây đây. Anh chị có thể là sở y tế họ này có thể vào chọn được quận huyện này và trong quận huyện này họ có thể tìm kiếm các cái thông tin mà anh chị vừa theo dõi quản lý. Đấy. Ở địa phương này có độ tuổi người cao tuổi là khoảng bao nhiêu, hoặc là đơn vị này có bao nhiêu trẻ em sinh ra đấy, thì họ cũng có thể quản lý hết. Tức là liên thông chia sẻ dữ liệu các tuyến. Của mình hiện tại thì cái V20 thực sự là em không 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 chưa tìm hiểu sâu, còn hệ thống phần mềm HMI của mình thì đã liên thông được với về dữ liệu tiêm chủng cổng tiêm chủng quốc gia, còn các cái dữ liệu khác thì đang xây dựng. Tức là phải nó là một cái hệ thống phần mềm mà các anh chị có thể vào đăng nhập và xem ấy. Đấy, khai trương V20 là phải chia sẻ dữ liệu đây này, đồng thời sẵn sàng đồng bộ thông tin người dân với cơ sở dữ liệu dân cư. Đó. Đây là những cái, tức là mọi thứ nó phải chia sẻ dữ liệu liên quan đến nhau. Còn thôi em không nói sâu về phần này nữa nhé, em vào phần mềm của mình đi. Thì xong cái phần dân số thì là người ta sẽ quản lý những cái thông tin về nhân khẩu, hộ khẩu, giấy chứng sinh, các công trình vệ sinh, đó là về dân số. Thì đúng như theo cái quyết định 32 là cũng về phần quản lý dân số. Em sẽ cứ đọc cái quyết định này cũng được, đọc trước. Nhân khẩu, hộ khẩu, dân số đấy. Tiếp theo về về phần chăm sóc sức khỏe, hệ thống trong cái quyết định này yêu cầu hệ thống phải quản lý được tất cả những cái về bệnh nhân, bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm hay các thứ thì nó ở đây. Mà lúc nãy em đang giới thiệu về phần quản lý dinh dưỡng đúng không? Em tiếp nốt cái phần dinh dưỡng này nhé. Thì sẽ có phần tạo kế hoạch, nhắc lịch, là tức là đưa các đối tượng vào trong kế hoạch và có thể gửi MS, Zalo, nhắc lịch, kế hoạch cân đo, nhắc lịch thì cũng tương tự. Đấy. Có kế hoạch đưa kế hoạch vào, tạo kế hoạch đưa người nhân khẩu vào trong kế hoạch quản lý. Thì ở đây quản lý thì anh chị cũng tìm kiếm thôi. Đấy. Tìm kiếm những
kiếm theo kế hoạch này. Có đối tượng nào? Đã uống hết rồi. Tức là ở đây là tìm kiếm các cái thông tin này. Sao ở đây em đang không tìm được đấy? Một hai cái hôm nay cái sai demo này nó bị lỗi tại đội đấy đang up code. Có ở đây có cái chức năng là thêm ngoài kế hoạch, tức là mới đầu anh chị đưa vào trong kế hoạch ở cái lúc cái bước hai rồi ấy, sau ở đây lại phát sinh những cái nhân khẩu khác thì anh chị có thể là ấn thêm ngoài, lúc đấy mình lại chọn thêm mà để đưa vào trong kế hoạch. Đây, và cái tab kết quả uống thì là chỉ là tìm kiếm và tình trạng đã uống chưa uống để in danh sách báo cáo. Đây là nghĩa nào phải cập. Thôi em bỏ qua cái chỗ nó đang bị lỗi này nhé. Là tìm kiếm thêm và thêm ngoài. Thì tương tự với lại cân đo, nhắc lịch đo và quản lý trẻ em suy dinh dưỡng cân đo. Thì đây anh chị cũng tạo 3 bước như thế, cũng làm 3 bước như vậy. Là đầu tiên là tạo kế hoạch. Là dự định ngày này mình có cái kế hoạch cân đo. Sau đó là đưa những đối tượng vào trong cái kế hoạch đó. Thì đây tìm thông tin ngày sinh, từ ngày nào đến ngày nào những trẻ em nào cần cân đo. Thì anh chị tìm kiếm, sau đó là chọn kế hoạch và chọn đối tượng vào kế hoạch đó. Ở đây cũng có hai tab là phần thông tin nhân khẩu về kế hoạch cân đo, thì cũng toàn những là phục vụ cho anh chị là tìm kiếm này, in danh sách và gửi nhắc lịch cân đo, là qua gửi SMS, gửi tin nhắn Zalo, quản lý trẻ em suy dinh dưỡng. Tức là xong khi mình tạo kế hoạch và cập nhật các cái thông, các đối tượng vào rồi và trẻ em đến đã thực hiện rồi, thì ở cái phần quản lý này cho phép mình tìm kiếm theo các kế hoạch đó, tìm kiếm theo các tiêu chí bên trên này, anh chị có thể chọn ra các tiêu chí bên trên. Và in là tức là in toàn bộ cái danh sách này ra để báo cáo hay để nộp đâu đó. Đây, đây. Ví dụ ở đây là tìm kiếm theo kế hoạch này, trạng thái chưa thực hiện, là đã có hai ngày này chưa thực hiện chẳng hạn. Thì anh chị cập nhật trạng thái. Cần toàn bộ các cái thông tin dấu sao này thì anh chị phải nhập, thì là cập nhật các cái là đã thực hiện hay chưa thực hiện, sau đó ở bên kết quả anh chị in theo các cái tiêu chí. Thì cái phần mà quản lý dinh dưỡng có kế hoạch uống vitamin với lại kế hoạch cân đo thì nó đơn giản. Còn cái phần tiêm chủng thì nó phức tạp hơn một chút. Thì bây giờ em sang cái phần tiêm chủng. Tiêm chủng thì cũng có sẽ có 3 bước là tạo kế hoạch, nhắc lịch và có tách ra là tiêm chủng bà mẹ và trẻ em. Khi mình tạo kế hoạch thì mình có chọn đối tượng bà mẹ và trẻ em. Thì ở đây anh chị là sẽ tiêm chủng theo bà mẹ trẻ em và thực hiện tiêm chủng 4 bước. Thì nó sẽ hơn của cái vitamin và cân đo ở cái phần thực hiện tiêm chủng 4 bước. Thì đầu tiên anh chị cũng thực hiện là tạo kế hoạch tiêm chủng. Cái phần tạo kế hoạch tiêm chủng này thì sẽ có anh chị phải điền nhiều, điền các cái thông tin khác với ở bên vitamin và cân đo. Đây,
Tức là anh chị tạo thêm kế hoạch này, chọn đối tượng, ở đây là có bà mẹ hoặc trẻ em, thì anh chị là chọn đối tượng bà mẹ hoặc trẻ em. Đây. Chọn kế hoạch, loại kế hoạch là tiêm chủng mở rộng và chiến dịch. Đối tượng thì để phân ra, để lát nữa vào menu là tiêm chủng cho bà mẹ hoặc trẻ em. Bên đây chị chọn số bàn, tức là số bàn để tiếp để tiêm ấy, 5 hay 7 hay 10 bàn. Địa phương, tức là trong một trung tâm y tế hay là một trạm y tế thì, hay là một trạm y tế thì các địa phương là tức là các thôn xóm, tổ dân phố gì đấy, thì đây mình chọn hết ở trong đây. Loại vaccine thì em chọn này. Đây, loại vaccine ở trong cái phần quản lý vaccine thì ở đây anh chị chọn cái loại vaccine, có thể chọn một hoặc nhiều. Địa điểm tiêm thì tại trạm y tế chẳng hạn đấy. Sau đó anh chị ấn thêm mở là mình đã tạo xong tạo kế hoạch tiêm. Ví dụ em chọn một cái kế hoạch đã được tiêm đã được tạo trước. Ở đây nó loát chậm thì kéo chuột xuống dưới này, ở phần dưới này. Đây, được rồi. Đây. Khi anh chị lập kế hoạch thì ở phần dưới này anh chị phải điền các cái cán bộ tiêm. Thì lát nữa mình thực hiện tiêm chủng 4 bước, mình sẽ chọn bác sĩ rồi người tiếp đón. Thì ở phần cán bộ tiêm này anh chị phải chọn cái danh sách ở trong cái cán ở trong danh sách cán bộ ra đây. Người phụ trách, người tiếp đón là ai, thực hiện tiêm là ai, khám sàng lọc là ai, này anh chị phải chọn. Và ở đây đã hiển thị ví dụ số lượng. Đây, cái trong kế hoạch tiêm là từ ngày nào đến ngày nào. Sáng thì anh chị có thể điều chỉnh là sáng bao nhiêu người, chiều bao nhiêu người của các ngày. Anh chị sẽ điều chỉnh ở đây. Ở cái phần tiêm chủng thì không, anh chị không phải đưa đối tượng vào trong kế hoạch. Thì riêng về tiêm chủng, hệ thống đã tự động đưa đối tượng vào trong kế hoạch phù hợp với dựa theo cái độ tuổi và cái loại vaccine cần phải tiêm. Ví dụ là độ tuổi trong độ tuổi nào phải tiêm cái loại vaccine nào ấy, thì hệ thống phần mềm đã tự động đưa các đối tượng đấy vào trong cái kế hoạch này. Và tại đây anh chị cần tạo cái phiếu dự trù. Đây. Anh chị có thể tạo cái phiếu dự trù để gửi cái số lượng vaccine cần tiêm lên trung tâm y tế để họ gửi về để mình tiêm. Thực ra cái số lượng này là hệ thống phần mềm cũng đã tự tính toán rồi, tại vì ở cái phần mà quản lý về vaccine của bên trung tâm y tế họ sẽ làm cái phần đó, còn mình sẽ dùng thôi. Là họ đã ghi là ví dụ như là lọ vaccine A này, một lọ tiêm được cho một người, thì trong cái kế hoạch này hệ thống tự động tính toán là có 3 người tiêm chẳng hạn, thì ở cái dự trù, ở cái gửi dự trù này phần mềm đã tự động tính toán là 3 lọ. Thì để gửi dự trù thì anh chị chỉ cần ấn gửi dự trù đi. Đấy là phần tạo kế hoạch tiêm chủng. Tiếp theo là phần nhắc lịch tiêm chủng. Cái này thì không phải đưa đối tượng vào mà chỉ cần tìm kiếm và nhắc lịch thôi. Nhắc lịch thì liên quan đến phần SMS và Zalo đấy. Thì anh chị có thể là phải làm việc với đơn vị để đăng ký cái đầu số cố định, brand name. Đấy, tìm kiếm và in các cái danh sách tiêm, gửi tin nhắn, SMS, Zalo. Ví dụ em vào là thực hiện đây, tiêm chủng trẻ em chẳng hạn, thì ở đây mình chọn cái kế hoạch mình đã tạo ở kia của đối tượng là trẻ em. Chọn cái kế hoạch nào có người đấy.
Ví dụ là mình chọn cái kế hoạch này ra danh sách này, thì vì mình chọn đối tượng đấy. Thực ra thế này thì các anh chị ở trạm y tế trung tâm thì các chị phải làm tay từng người. Anh chị phải chọn, ví dụ là hôm nay có người là đến tiêm thì ngồi máy tính điền luôn. Đấy, ấn thực hiện tiêm chủng 4 bước là tiếp đón, sàng lọc, thực hiện tiêm và theo dõi sau tiêm. Đây, ví dụ em trở lại này. Đây, khi chọn cái đối tượng là thảo test này chẳng hạn, thì tại đây anh chị nhập những ngày tiếp nhận là nó sẽ hiển thị hiện tại anh chị điều chỉnh giờ. Cán bộ tiếp đón là cái chỗ mà lúc mình tạo kế hoạch mình có chọn là mình có thiết lập cán bộ tiếp đón là ai, thì tại anh chị chọn cán bộ tiếp đón là ai. Sau đó là mình cứ ấn bước tiếp theo là thực hiện sàng lọc. Trong cái sàng lọc này thì sẽ có khám sàng lọc theo hai cái quyết định này. Đây. Thì có cái các triệu chứng trước khi khám ấy, anh chị điền vào đây. Thế là những cái này mình quản lý. Bác sĩ khám là ai? Đây, ngày khám kết luận như nào? Thì anh chị cũng sẽ nhập hết ở đây. Và ấn tiếp theo. Tiếp theo là thực hiện tiêm. Ở cái thực hiện tiêm này anh chị cũng thực hiện ngày, điền ngày tiêm. Người thực hiện tiêm là ai cũng lấy từ cái danh sách lúc anh chị tạo kế hoạch tiêm. Thực hiện tiêm thì sang bước thứ tư là theo dõi sau tiêm. Thì anh chị cập nhật các tình trạng đây. Không phản ứng hay là nhẹ nghiêm trọng thì anh chị sẽ cập nhật, sau đó là lưu lại. Thì mình sẽ thực, đó là mình nó lỗi gì đó, không lưu được. Và ấn lưu lại thì là mình đã thực hiện xong là tiêm chủng 4 bước của từng bệnh nhân để mình quản lý. Tiêm chủng bà mẹ cũng tương tự. Danh mục vật tư tiêm chủng thì để cho anh chị ở đây là mình chỉ xem ở đây, xem ở các cái trên trung tâm y tế hay là cái dữ liệu đã khai báo. Ví dụ là cái loại vaccine này, số người được tiêm trên lọ là bao nhiêu người. Đây là có hết các cái thông tin rồi. Anh chị chỉ xem mà, các anh chị không thêm sửa xóa được. Những cái này bị ẩn. Có một cái ở đây, nếu mà sau này anh chị mà tức là đơn vị có liên thông với cổng tiêm chủng dữ liệu quốc gia, thì ở đây mình sẽ thực hiện cái menu là tiêm chủng theo đối tượng cổng tiêm chủng quốc gia. Thì anh chị chỉ việc thực hiện cái chức năng này thôi, không phải làm theo cái bước là cái tạo kế hoạch cái gì nữa. Tại mình lấy hết cái thông tin từ trên cổng tiêm chủng về rồi, thì trên cổng họ cũng đã tạo kế hoạch tiêm chủng, thực hiện tiêm chủng, lịch sử tiêm chủng. Tức là họ dùng hai phần mềm, họ dùng cái phần mềm cổng tiêm chủng quốc gia rồi, họ tạo kế hoạch hết trên đấy rồi chẳng hạn, thì của mình cũng sẽ lấy về để cho anh chị có thể sử dụng trên phần mềm của mình. Hoặc là nếu mà dùng phần mềm của mình thì thực hiện theo các cái bước này. Còn những cái đăng ký gói cước tin nhắn này thì thôi em không nói nhé, nữa là liên quan đến cái đăng ký cái đầu số cố định rồi. Đó, đó là về phần quản lý tiêm chủng và về phần quản lý dinh dưỡng. Thì có cái về uống vitamin và cân đo. Đấy là hai cái mà em thấy các trạm y tế và trung tâm y tế hay dùng. Còn những cái module về quản lý bệnh này, chăm sóc sức khỏe hay quản lý chuyên khoa, quản lý HIV này là liên quan đến cái phòng khám chữa bệnh. Thì tại đây ví dụ đây, khi tiếp nhận bệnh nhân xong vào khám bệnh, ví dụ một bệnh nhân đã khám, ủa, bệnh trái ngày mới có. Sao hôm nay không ai test cái này sao? Em tiếp nhận bệnh nhân vào vậy.
Địa chỉ này anh chị chỉ cần nhập những cái chữ cái đầu của đơn vị mình thì hệ thống nó tự loát ra. Ví dụ như Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chọn phòng khám này, chọn dịch vụ khám. Ấn lưu. Đây anh chị nhìn thấy cái nút ghép nhân khẩu không? Nếu mà đối tượng mà những cái khớp thông tin bên nhân khẩu nó sẽ tự động ghép. Đây, chưa ghép nhân khẩu. Ví dụ bệnh nhân em vừa tiếp nhận vào nhé. Ấn khám. Đây. Cái phần ICD này, ví dụ như là ICD theo mã của y tế đúng không? Ví dụ G02 của nó là tiêm học. Sau đó là enter sẽ lưu lại. Bật lên một cái form anh chị vừa nhìn là không lây nhiễm không? Nó rơi vào là cái ICD không lây nhiễm. Đấy, thấy chưa? Thông tin bệnh không lây nhiễm. Lưu lại. Anh chị điền thông tin và lưu lại. Thì sau khi hoàn tất khám của cái bệnh nhân này thì ở cái phần đây quản lý bệnh nhân không lây nhiễm, tức là nó sẽ link sang bên này để cho anh chị quản lý. Chị nhìn thấy Nguyễn Văn A chưa? Đấy. Tức là cái này của mình chủ yếu là quản lý khi bệnh theo mã ICD. Thì đấy là liên quan đến sao nó bị đơ rồi. Toàn bộ những cái đây lây nhiễm không lây nhiễm này anh chị là bệnh nhân sẽ vào mã ICD đấy, hoặc là cái có ICD này. Cái này là có thể cái lúc mà mình thiết lập theo quy định ấy, là những cái nhóm nào vào thì anh chị có thể thiết lập để quản lý bệnh nhân. Những cái quản lý bệnh nhân có cái menu mà có chữ ICD này thì anh chị không thể thêm được. Còn những cái thêm ngoài bệnh nhân ấy, đây này. Tại đây nhé, tại cái menu là quản lý bệnh nhân không lây nhiễm này, anh chị có thể thêm, tức là anh chị thêm từ không, tức là có thể là không từ form khám chữa bệnh, là các đơn vị, ví dụ là các đơn vị nào không sử dụng khám chữa bệnh chẳng hạn, thì anh chị có thể tự nhập và thêm ở đây để quản lý. Ngoài ra ở đây là quản lý riêng ở cái form này thì anh chị cũng sẽ không là theo những cái mã ai được quy định ấy. Em chưa đọc những cái được quy định, nó có một cái nhóm riêng thì là sẽ vào những cái menu lây nhiễm truyền nhiễm này theo hết cái phần khám bệnh này hết. Đây. Thì là theo cái chuẩn là IC đó. Còn phần menu chức năng. Về quản lý chuyên khoa cũng ở đây luôn, em nói luôn. Quản lý chuyên khoa ấy. Thì đây mình quản lý tất cả các cái chuyên khoa này. Có cái chuột của anh Ngọc này nó không lăn được chứ. Ở đây. Đây, tất cả các chuyên khoa. Lao, HIV, sinh nở, khám thai, tâm thần hay gì đấy. Thì ở đây mình ở khi khám bệnh anh chị chọn là khám chuyên khoa. Đây. Đây, toàn bộ những cái khám chuyên khoa. Ví dụ là giới tính nam thì anh chị không thể chọn được khám thai, phá thai, cái này check theo giới tính. Ví dụ đây lao chẳng hạn. Tại cái đây anh chị nhập những cái thông tin của lao. Đó. Thì khi anh chị chọn khám chuyên khoa và hoàn tất khám thì bệnh nhân cũng sẽ sang cái phần là bệnh lao để anh chị quản lý thông tin bệnh nhân đấy thôi. Ủa, sao không thao tác được? Đó. Tức là tất cả những bệnh nhân mà mình chọn và ấn hoàn tất, hiện tại em chưa hoàn tất cái khám đấy. Thì bệnh nhân sẽ vào những cái menu tướng như này. Khám chuyên khoa thì sẽ vào phần bên chăm sóc sức khỏe, sẽ vào phần quản lý chuyên khoa. Còn ICD thì liên quan đến phần quản lý bệnh. Đó. Về phần quản lý HIV thì cũng là liên quan đến khám chuyên khoa HIV, nhưng đây nó có chia cái menu này để mình nhận mẫu và những cái xét nghiệm sinh phẩm theo từng trường hợp. Đây.
chuyên khoa, ví dụ anh chỉ chọn là HIV, xong nhập vào cái form này. Đây. Thì tại đây anh chị có nhập mẫu xét nghiệm này, tình trạng theo dõi tình bệnh nhân này. Đấy. Toàn bộ các thông tin này. Và cái phần mà nơi xét nghiệm ấy, anh chị có hai loại, đó là xét nghiệm tại cơ sở y tế hoặc là đưa lên tuyến trên. Nếu mà chọn tuyến trên thì lát nữa anh chị ra cái menu kia nó sẽ có là gửi mẫu và nhận mẫu về. Còn chọn tại cơ sở thì anh chị sẽ thực hiện xét nghiệm và nhập kết quả tại cơ sở mình. Đây, nhập mẫu đây. Thì đây lần chỉ định, ví dụ như lần 1 này đi nhận, riêng cái HIV nó hơi đặc biệt tí. Sinh phẩm 1, ví dụ như là máu hay gì đấy. Đây, nó sẽ chia ra các cái chỉ định xét nghiệm ELISA 1, 2, Serodia hoặc test nhanh. Thì anh chị chọn loại nào mà tại xét nghiệm tại chọn và chọn cơ sở, mã mã code, chất lượng sinh phẩm đạt, chưa thực hiện cái gì. Thông tin này em nhập những cái mẫu xét nghiệm đấy, nhập những thông tin xét nghiệm đó. Thì khi vào cái phần nhận mẫu, gửi mẫu, là tức là cả cái phần vừa xong anh chị chọn là gửi mẫu tuyến trên thì mình mới gửi mẫu đi và nhận mẫu về. Còn anh chị làm mà tại đơn vị mình mà anh chị chọn là xét nghiệm chỉ định xét nghiệm gì đấy, anh chị chỉ vào đây và nhập thông tin cái kết quả xét nghiệm đấy thôi. Đây, ví dụ một cái bệnh nhân này thực hiện xét nghiệm và điền kết quả vào đây và lưu lại. Thì đấy là riêng cái phần HIV nó có một chút khác so với những cái quản lý chuyên khoa khác. Về chăm sóc sức khỏe này, quản lý tai nạn thương tích hay tử vong hay là các thứ này, thì cũng toàn bộ là lấy từ cái phần mà khám chữa bệnh sang. Đây, đây có tai nạn thương tích này. Đấy. Anh chị có thể chọn. Và những cái khám chuyên khoa này thì ở bên này sẽ quản lý thêm sửa xóa, nhưng mở tab thì không mở được hay sao. Đây, tại đây chị cũng có thể cập nhật những tai nạn thương tích của bệnh nhân đó. Về phần truyền thông giáo dục sức khỏe thì hỗ trợ cho địa phương là cập nhật những cái công tác truyền thông về giáo dục sức khỏe, mở những lớp đào tạo. Thì ở đây là nội đầu tiên là thêm nội dung đối tượng tài liệu trước, sau đó là thêm cái chương trình. Đấy, nội dung ví dụ như là truyền thông về phòng chống COVID chẳng hạn. Sau đó là những đối tượng nào mình truyền thông thì mình cũng thêm vào đây. Tài liệu tức là hình thức là truyền thông bằng gì, tranh ảnh hay là tờ rơi. Sau đó là ấn thêm, là chọn những cái nội dung mình vừa tạo tài liệu các thứ đấy. Sau đó là lưu lại, là về cái quản lý là công tác truyền thông, ví dụ là ngày ghi nhận này mình đã đi truyền thông rồi. Mở những lớp đào tạo về giáo dục sức khỏe thì chị cũng thêm sửa vậy, những cái lớp đào tạo về truyền thông giáo dục sức khỏe đó. Ngày ghi nhận tức là chị cập nhật lại để quản lý, sau này mình có thể tra cứu và thống kê được là
mở những lớp đào tạo nào, hoặc là có những đã có những cái truyền thông về sức khỏe về của địa phương. Đấy, thì toàn bộ phần chăm sóc sức khỏe là như vậy. Thì tại đây các anh chị có câu hỏi gì không? Nhanh để anh chị em mình 6 giờ được nghỉ. Có ai nghe thấy em nói không? Các anh chị vẫn nghe em nói đi chứ, hay em đang nói sang, một mình sang, vậy? Vẫn máy nghe được nghe em tốt ơi. Luôn. Em cứ tưởng em đang nói một mình, em phải báo nhìn xem số lượng người còn bao nhiêu. Không, nghe tốt hẳn. Nói chung là ý là nghe thì đúng tưởng là các anh chị hiểu được ao nghe hết về rồi. Mình phải thao tác nữa. Không, à, đúng nghe rồi. đầy đủ hết. Thế em bảo là anh chị phải thao tác. Đấy nhá, xong về phần quản chăm sóc sức khỏe nhá, thì toàn bộ cái này đều liên quan đến khám chữa bệnh. Thì vừa rồi anh chị nhìn qua có thấy hiểu hiểu sơ sơ chưa? Sơ sơ rồi đúng không? Đúng em. Tiếp theo nhá. Để em lưu ý nó sẽ sinh ra một cái phiếu như thế này nữa, nó rất nhiều. Nhưng mà bây giờ em cái này là cái phiếu này nó chưa ra nên em cứ lưu. Em có thể đột lỗ kẹp vào một cái riêng này. Đấy, cái phiếu này là, nghiệm thu kỹ thuật huyện, em đã dán một tờ giấy vào. Thế như anh đang nói chuyện với ai sao đúng không? Thôi xin lỗi, để mic. Thôi em đi cái nốt nha, để là... 6 giờ được nghỉ anh chị ơi. Em về em còn đi chơi Noel. Tiếp theo về an toàn thực phẩm. Thế. Em chưa lập gia đình. Yeah. Anh xem nào. Anh xem nào, giải quyết cho em cái. Các anh chị ơi, có nghe được em nói không ạ? Nghe được ạ. Vâng ạ. Vâng. Cho em nhờ một chút là em đang gửi cái số liệu mà cần thu thập của trung tâm y tế với các trạm y tế. Thế nhưng mà nó có nhiều trường mà em cũng chưa hiểu là phải ý nghĩa của cái trường đấy như nào để mà giải thích cho các anh em trạm y tế. Ví dụ như thế trường nào, muốn em thấy các cái cột em đều mô tả rồi mà. Ví dụ như là danh mục cái gì nào? Nhỉ? Ví dụ danh mục nào? Mã phòng ban cấp phòng ban. Mã phòng ban cấp phòng ban ấy. Tức là trong cái kể cả các danh chị mục đang nói danh mục tư. Nào đấy? Danh mục phòng ban à? Vâng, cái danh mục phòng ban ấy. Thì nếu không thì các chị có một cái file chuẩn của một cái trung tâm y tế mà các chị đã làm rồi cho em đọc cái đấy em gửi đấy mấy lần rồi. Em gửi của Mỹ Đức lên nhóm Viber đây. Anh chị em bảo này, có thể xem. Không biết là chị bên đơn vị nào ấy thì là em bảo này mai có gì gọi điện lại trao đổi cho em hướng dẫn cho, tại vì là cái này à, đúng rồi, chị Trang ở cầu giấy chị đã làm hết rồi đấy. Mình làm hết rồi thì có gì thì mai trao đổi mình ấy, xong là mình sẽ hướng dẫn cho bạn tỉ mỉ. Chứ cái đấy đọc nhiều lúc cũng khó hiểu phết đấy. Nhờ Tâm sửa nhiều mới ok được. Thế cứ gửi em trước cái file của bên cầu giấy được không ạ? Để em đọc, em đối chiếu một chút xong rồi. Để mai chị hỏi. Tí chắc inbox Viber riêng giúp em. Thế chị Trang nhá. Mai chị Trang hỗ trợ giúp em chị ở đơn vị này nhá. Tại vì ở cầu giấy là làm rồi. Nhưng mà đơn cầu giấy làm xong rồi thì lại chuyển về theo rồi. Khổ quá. Ồ thế à. Chị ơi, thế em có, nếu mà các chị mà hỗ trợ được thế thì tốt quá. Tại vì em thì đang hẹn với cả đội trung tâm y tế Thanh Xuân với 11 trạm là sáng thứ hai là 8 rưỡi có mặt để hướng dẫn họ và lấy luôn dữ liệu. Mới lấy dữ liệu á? Vâng, bởi vì là... Thứ hai có muộn quá chị? Trước ngày 27 phải xong rồi đó. Em biết rồi, nhưng mà hôm nay sang gặp ý, thì bên đấy lại đang vướng mấy cái lịch họp mà mình họp giao ban ý, mà mình mà đi từng trạm ý, thì nó còn lâu hơn là mình bây, đây, bây giờ tạm thời để gấp nhá. Trước ngày 27 thì mai chị cung cấp cho em trước một trạm y tế và một trung tâm y tế hoặc một trạm thôi, không cần hết, cái hết gửi sau ngày 27. Chị này đang giống chị hôm trước là đi lấy tỉ mỉ quá cùng lâu với Tâm ạ. Thôi chị ơi, mà để tí inbox Viber riêng cho em đi, xong là em gửi cho cái mẫu sang mà Tâm nó có chị làm đại diện cho em một cái nhá. Ờ, làm em đại diện một cái để bọn em còn dẫn sai. Vâng. Thế em hỏi một chút là nếu như mà sáng chủ nhật ấy ạ, à quên, sáng thứ hai mà bên đấy tập trung trung tâm y tế họ đồng ý là hỗ trợ cho em rồi, là mời hết cả 11 cái anh đầu mối ở các trạm ấy lên để làm một phát cho xong cả 11 trạm luôn ấy, thì liệu mình có đi cùng với bọn em được không ạ? À? Thì nó cũng ngay gần ở, nó cũng rất là đẹp ở ngay chỗ Khương Đình. Đi á, là em đi cùng á? Chắc là vâng, hơi thì khó. Nếu mà... Em chắc không đi được đâu bởi vì là 300 size đang đợi và em lập. À. Thế thì thôi, thế thì em không dám nhờ nữa. Các chị cứ gửi giúp em cái em inbox với cả chị nào nhỉ? Chị em Trang, Trang cầu giấy. Chị tí inbox cho em. Trang cầu giấy à? Vâng, đọc chị Trang trung tâm 9. Chị Trang trung tâm 9 nhá. Các thời các anh chị chat với nhau nhá. Em đi lốt nhá, xong rồi 6 giờ, chết rồi 6 giờ. Rồi. Vâng.
Thì phần an toàn thực phẩm thì cũng là quản lý, giúp cho các đơn vị quản lý về cơ sở sản xuất kinh doanh, các bệnh nhân, các nhân khẩu ở địa phương bị ngộ độc thực phẩm nếu có. Thì chỉ là thêm đây, cái thông tin về ngộ độc thực phẩm, người mắc, người ăn, người đi viện, lưu lại. Là về những cái này chắc là thôi em chỉ nói bởi vì nó chỉ có thêm sửa xóa thôi. Đây. Về phần quản lý cơ sở kinh doanh cũng thêm các cơ sở kinh doanh thực phẩm của địa phương vào đây, các cơ sở vào đây và các nhân viên làm việc tại cơ sở đấy. Thì anh chị tìm kiếm vào đây. Ở đây anh chị thêm nhân viên này, thêm cơ sở ở đây luôn. Danh sách nhân viên anh chị có thể tìm kiếm. Đó, công tác test nhanh tức là đây, thêm test, thêm loại test gì của cái cơ sở sản xuất thực phẩm đấy có đủ an toàn vệ sinh thực phẩm không? Đó, thêm cái loại thực phẩm. Đó, đây, thêm sửa in danh sách. Cứ chỗ nào in danh sách là in toàn bộ danh sách dưới lưới này. Anh nào làm gì ạ? Các hình thức vi phạm xử phạt thì anh chị cũng thêm ở đây. Đây, thêm các cái loại hình thức vi phạm xử phạt của đơn vị. Công tác xét nghiệm, quản lý chi tiết người bị ngộ độc thực phẩm cũng là thêm sửa. Chủ yếu chỉ thêm sửa các anh chị nhìn thấy chức năng là anh chị thao tác được luôn. Về phần quản lý y tế thì có về dự toán tài chính và dự quản lý tài sản. Thế nên là để cho các cơ sở có thể dự trù, thêm phiếu dự toán này. Ví dụ là khoa này cần khoản chi cho một cái gì đấy. Ví dụ mà mua máy tính thì anh chị thêm ở đây để dự trù. Phiếu import các danh mục khoản chi. Đây, tìm kiếm những cái phiếu cần dự toán duyệt phiếu. Những cái import này hỗ trợ là import cho anh chị những cái về khoản chi cái này để xin cái danh mục mẫu em gửi cho anh chị sau. Tức là anh chị có thể thêm tay các khoản chi đây hoặc là import nếu quá nhiều thì nhập vào file Excel import lập phiếu thu chi. Ở đây có thể lập phiếu thu phiếu chi của địa phương, của cơ sở. Tương tự đối với về quản lý tài sản cũng vậy. Mình dự trù những tài sản, kiểm kê tài sản của đơn vị. Đó, thêm mới, nhập các trang thiết bị của cơ sở vào. In nhận tài sản này. Đó. Tức là toàn bộ đây anh chị chỉ là quản lý bình thường. Có thể là anh chị ghi ở sổ sách bên ngoài. Thì bây giờ thay vì ghi sổ sách anh chị thao tác nhập trên phần mềm. Thì báo cáo của y tế cơ sở thì của mình cũng trong cái quy định 353 ấy là có theo thông tư 37. Đây, trong thông tư 37 thì sẽ có các về in sổ nhé. Có 16 cái mẫu sổ thì phải, em nhớ không chính, em nhớ chính xác, không chính xác lắm. Khoảng 16 cái mẫu sổ theo quy định. Sổ sách hoặc là anh chị vào cái báo cáo tổng hợp này. Đây, chắc sau phân quyền thì sẽ có cả theo thông tư 27, 37 này. Báo cáo của xã, huyện, tỉnh. Ở đây anh chị chọn các loại báo cáo. Ấn vào đây và chọn các loại báo cáo muốn in đây. Ở trong cái quy định 3537 cũng nói về 8 cái biểu này. Các cái biểu mẫu liên quan. Thì anh chị sẽ vào đây để in. Báo cáo. 8, chủ yếu em thấy trong quyết định nói là 8 cái biểu này theo thông tư 37. Và sổ. Đây. Khoảng... mười mấy cái sổ đấy, đây thì anh các cái loại sổ, sổ khám bệnh, sổ khám thai, tức là những cái mà mình khám chữa bệnh đấy thì có thể mình báo hết vào những cái sổ đấy hết. Thì đây là phục vụ về báo cáo in sổ sách. Vậy thôi hết rồi, tại vì em thấy phần chủ yếu đó là về phần dân số này, đây dân số và phần chăm sóc sức khỏe thì chủ yếu là về phần tiêm chủng và phần quản lý suy dinh dưỡng.
Còn các cái về quản lý truyền thông, đơn vị dùng thì các đơn vị dùng hoặc là các anh chị muốn quản lý thì anh chị có thể nhập. Tức là mình đáp ứng đủ tất cả các menu chức năng, còn đơn vị dùng bao nhiêu thì mình có thể phân quyền bấy nhiêu. Anh chị có thể vào tài khoản, chia phân quyền cho các nhân viên. Người ta dùng những chức năng menu nào thì anh chị đều có thể phân quyền. Mỗi đơn vị sẽ có một cái tài khoản admin, anh chị phân quyền tại đây. Đấy, ví dụ là qua này có người này. Đây, toàn bộ những cái quyền bên này anh chị tích. Anh chị dùng cái quyền nào thì anh chị tích chọn quyền đó thôi. Đó. Thì chức năng nó sẽ nhìn nó không bị nhiều, nên là tại vì hiện tại mình đang full quyền nên nhìn nó hơi bị nhiều. Cái này đi khách hàng phải hot thật hay, vì theo như mô hình đang thấy là bên chỗ chị đang xem thì là mỗi một lần mà một phòng nào muốn lấy dữ liệu ở phòng khác lại phải chạy xuống xin file, copy file, thì đúng là mình mà hot ở khách hàng cái phần mềm này thì chỉ cần ngồi một chỗ lấy được file, lấy được Đúng dữ liệu rồi, không ra phải đi xin, chỉ cần đăng nhập vào phần mềm rồi, là nhưng đâu phải là ai cũng có trình độ hot được đâu, em nhìn này đã hoa hết cả mắt rồi làm sao mới dậy được. được. Các anh chị còn câu hỏi gì không? Các anh chị đi giới thiệu thì giới thiệu những cái vé hát mít này thôi, nhấn mạnh nhiều vé hát mít này thôi, để bao gồm cả khám chữa bệnh thì bên này. Trong mục này cái dân số đang là dữ liệu nhiều nhất đúng không? Dân số, Từ cái quản mục này lý là sẽ nhân, liên tức quan là các trạm y tế quản lý về dân số, về quản lý về chăm sóc sức khỏe, trong chăm sóc sức khỏe thì về tiêm chủng, suy dinh dưỡng, quản lý bệnh truyền thông, HIV chuyên khoa, chăm sóc sức khỏe đấy, toàn bộ mình phải các cái chém làm menu sao cho chức khách năng này. hàng biết là trong cái module dân số này là các anh chị muốn tìm hiểu thông tin với ai là có hết người đấy đúng không? Nếu khách hàng thích, ok chị Tức cảm là ơn Tâm. các anh chị chỉ dùng một phần mềm duy nhất, không phải sử dụng nhiều phần mềm, cũng không phải ghi chép sổ sách nữa. Và các anh chị còn có hỏi gì không? Có, anh có một ý kiến là như này, anh chị em lưu ý là tức là chúng ta giới thiệu HotMeet nhưng mà cuối buổi thì anh chị em nếu mà tranh thủ chúng ta giới thiệu luôn là chúng ta có HitL3, có các chức năng này chức năng kia khám, ví dụ như một số trung tâm người ta cũng đang dùng như là Phúc Thọ, Đống Đa, Hoài Đức. Đống Đa, Hoài Đức được cũng được khen rất nhiều, thì ở đấy thì anh chị em cũng lưu ý là chúng ta nên giới thiệu thêm những trung tâm nào mà chưa dùng thì chúng ta giới thiệu thêm về HitL3 để chúng ta có thể thêm cái tính năng để bán cho khách hàng. Cái việc đấy là anh chị em cũng lưu ý trong việc giới thiệu với khách hàng một chút. Nó gọi là quảng cáo mà. 3 phút 5 phút cho quảng cáo kiểu 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 thế. Thực Thế quả nhá. học qua cho bọn em học cái. Bổ sung trung tâm viễn thông là phải bố trí cho anh em thời gian học chứ anh em đi cày cả ngày tối đến hôm mới học. Mà khi anh Ngọc và Tâm phải bố trí một buổi bia cho mỗi anh em, bắt một cái laptop ra cho mỗi người, gọi là dùng một cái chức năng account, xong là ngồi tự mà quay vòng trao đổi về cách làm thao tác với nhau, chứ ngồi này cũng hơi khó ấy nha. Là cái này nó chỉ là quản lý thôi, còn cái luồng nó thì vừa nãy em trình bày với chị là ví dụ luồng là bên khám như vậy nó sẽ sang cái chăm sóc sức khỏe, nên là luồng có cái dân số thì Rồi. mình tận dụng nó để Bia thì mình tạo kế hoạch thế thôi, chứ nó không phức bia thì tạp triệu đâu. tập sau Trong cá trong nhân này cá nhân không thấy có một cái quy trình luồng dữ liệu, ví dụ như là có một cái hướng dẫn vừa nãy chỉ nói đến thôi, nhưng mà ví dụ mình khám đây nó nhảy sang kia thì không có chỗ nào là tích vào giống như eFit ấy, nó có kiểu như có cái sơ đồ luồng dữ liệu ấy. Đấy, thì anh em hình dung nó dễ. cái này thì nó lại không giống như giống là riêng hít, ví dụ là luồng dữ liệu của nó là dành cho khám bệnh ngoại trú nội trú như nào, cái này nó chủ yếu là về chăm sóc sức khỏe mà trình bày đúng từ trên xuống dưới như thế. Sử dụng cái gì Theo như thì đọc em cái đấy. hiểu em theo như em hiểu sơ sơ anh ạ, thì là cái này nó gần giống như kiểu là bây giờ mình đang nhấn mạnh vào cái mục tiêu của mình với bên các cơ sở y tế là giúp họ quản lý cơ sở dữ liệu nó tốt hơn, thay vì là họ phải chạy giữa phòng nọ phòng kia lấy cái dữ liệu của nhau, thì họ ngồi một chỗ có thể lấy được cái dữ liệu thông qua cái trang web, cái phần mềm Thì này đấy. trong này không thấy Tâm nói đến cái phần mà ví dụ sau khi thực hiện xong là tự động đẩy lên cổng tiêm chủng với cả các đúng À, không? sau khi thực hiện tiêm chủng 4 bước ấy thì chỗ đấy là tự động đẩy lên cổng nhanh nhá. Chỗ đấy em nói thiếu à, cái Tự chỗ động đẩy mà và tự động đẩy tự sau mình khi không phải đã tự hoàn động tất nhá, đây đẩy nhá, chỗ cái ở cái phong chỗ lưu này hoàn tất là gì đấy đây nhá, em chọn một cái ở đây là bà mẹ,
Em cái đoạn này thì nó sẽ tự động đầy này. Em chọn một cái kế hoạch có đối tượng chẳng hạn. Chưa? Đây. Đó. Khi ấn thực hiện tiêm chủng 4 bước, ấn lưu thì sẽ ấn lưu xong thì nó tự động đầy lên cổng dữ liệu tiêm chủng nhé. Ở đoạn đấy. À. Thế thôi. Thế còn nếu như trong cái các bước mà nếu giả sử mà mình làm sơ suất mà mình bận mình chưa kịp nhấn lưu thì lúc quay lại cái thông tin này thì cái thông tin nó còn nằm trên cái cửa sổ này của mình không hay mình phải nhập lại từ đâu? Nó thế chị đang dở dang đấy ạ. À. Phần mềm thì em nói chung là nó cũng nếu mà nó để một trạng thái treo lâu thì nó chắc chắn nó phải lo lại. À lo lại à, chứ nó không phải là nó, giống nó như báo là nó có bảo đẩy đẩy tiêm chủng thành công hay không hay gì đó thì nhiều khi là đúng nó rồi. Tại vì giống như earfit mình mở ra mà mình chưa kịp xử lý thì nó vẫn nằm đấy đúng không? Đấy thì là chị đang muốn hỏi là cái này này là nếu như mình mà giả sử đang làm thì em sếp gọi bận cái chưa kịp nhắn lưu thì là bản thân cũng có những trường hợp như thế đi. Thì là bây giờ nếu như không kịp nhắn lưu thì nó sẽ lót lại là mình phải nhập lại thông tin từ đầu à? Thì đây chị để tiếp tục lại hoặc là nếu mà nó vẫn nằm ở cái màn hình đấy nhưng mà thường là màn hình này mà chị để treo lâu 30 phút thì cái gì chị thường chị phải lót lại chứ. À... sao nó để đến mãi cho chị thực hiện tiếp thường nó sẽ trang cái này là tính năng của nó là bắt buộc phải ấn lưu thêm nhưng lưu mà vào đúng là trong quá trình làm việc ấy không tránh được bây giờ mà đang làm tự nhiên sếp gọi một cái thì làm sao mà chưa kịp nhấn lưu nếu mà nhấn chuột trượt cái nhấn lưu thì thực hiện lại tức là phải gọi lại từ đầu chọn từ đầu ok chị cũng không rồi. chị chỉ cần chọn vào đây không này lại thực hiện lại thôi hoặc là cứ để đây thì chị ấn lưu nếu mà chị quay về trong trường hợp đấy mà màn hình lúc đấy hệ thống phần mềm nó đang vẫn dùng được thì chị vẫn ăn đi. Bình thường mình em để bao nhiêu lâu thì nó bị loát lại hả Tân? Cái này em chưa check cái test tải là em chưa hỏi. Thế cũng phải test như khách hàng nó hỏi bọn chị còn biết làm chém chứ lại cứ chém bừa. Nhưng mà bảo các chị để lâu đi ra ngoài là phải loát lại. 15 phút đấy anh. 15 phút. Ok anh 15 phút. Em phải lường trước tất cả những câu hỏi khách hàng người ta hỏi chứ. Vâng. Không biết trả lời được. Thường là 15 phút quay lại là thường là phải nhập lại rồi. Cảm ơn cô giáo Tâm, còn cảm ơn anh Ngọc gì không và ạ? Mọi người. Vâng. Không, chị xong rồi. Ôi, có gì cứ vừa làm vừa hỏi vậy. Cái video này mà em gửi lại thì chắc nhiều đoạn vấp lắm nhỉ. Các anh chị xem mà nó bị cái đoạn đầu cái em nhé. Nó bị chập chờn quá. Các anh chị mà xem lại thì chắc đừng cười em. Các anh chị còn câu hỏi nào không? Không thì mình kết thúc ở đây nhé. Rồi, cảm ơn Tâm, cảm ơn anh Ngọc, cảm ơn mọi người. Cảm ơn chúc mọi người buổi tối Noel vui vẻ nha. Chúc mọi người Giáng sinh an lành nha. Tâm về đi tìm gấu đi. Đây bây anh giờ Ngọc đi cho tìm về gấu. Sớm. Em cảm ơn chị Giang đi tìm gấu. Em còn chưa có gấu đấy, anh tìm cho em đi. Em chào tất cả anh chị nha.